Cá mập là loài mà con người đã biết đến từ lâu. Chúng được xem như quái vật của đại dương và loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn nơi biển cả hiện tại. Nhưng hàng triệu năm về trước, có một loài cá mập còn đáng sợ hơn chúng gấp nhiều lần. Loài cá mập được coi là lớn nhất từng sống trên trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử tự nhiên. Chúng đã tung hoành ở các đại dương từ khoảng 28 triệu năm cho đến tầm 1,6 triệu năm trước, là nỗi khiếp sợ cho mọi sinh vật rơi vào tầm ngắm của chúng, cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng ở kỷ Pleistocene. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh vật thời tiền sử số 11, Megalodon, quái vật biển sâu và sự tuyệt chủng bí ẩn chưa lời giải. Chúng ta biết gì về Megalodon? Megalodon có nghĩa là răng lớn từ tiếng Hy Lạp cổ đại, là một loài cá mập khổng lồ đã tuyệt chủng thuộc lớp cá sụn, sống cách đây khoảng 15,9 đến 2,6 triệu năm vào thời kỳ Đại Tân Sinh. Việc phân loài của Orthodus Megalodon là đề tài tranh luận trong gần một thế kỷ và vẫn chưa thống nhất. Có hai phân loại Carcharodon Dotodus Megalodon và Orthodon Megalodon. Do đó, danh pháp khoa học của loài này thường được giản lược thành Orthodus Megalodon trong văn hóa đại chúng. Megalodon được xem là một trong những động vật có xương sống lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong lịch sử tự nhiên, có lẽ từng có tác động lớn đến cấu trúc của đời sống đại dương. Ước tính mới đây cho rằng, loài cá mập khổng lồ này có thể đạt chiều dài từ 15,9 m, nặng 51 tấn và 17,3 m, nặng 65,6 tấn. Cá thể lớn nhất được ước tính dài tới 20,3 m và nặng 106 tấn cũng cho thấy nó có phạm vi phân bố toàn cầu. Các nhà khoa học cho rằng Megalodon có bề ngoài to lớn như phiên bản khổng lồ của cá mập trắng lớn, Carcharodon carcharias. Megalodon tồn tại lâu hơn gần 70 lần so với con người hiện đại khi chúng đã sinh sống trên đại dương khoảng 20 triệu năm. Theo nhiều nghiên cứu, chìa khóa cho sự thống trị lâu dài của những con cá mập này có lẽ là kích thước gần như bất khả chiến bại của chúng. Megalodon thích sự ấm áp. Trong thời gian tồn tại, nó săn mồi ở những vùng biển nông, ấm, bao phủ phần lớn hành tinh. Răng của chúng đã được tìm thấy ở mọi lục địa ngoại trừ Nam Cực. Megalodon là động vật săn mồi hàng đầu. Nó ăn các loài động vật biển có vú lớn khác như cá heo và cá voi. Nó thậm chí có thể đã ăn thịt những con cá mập khác. Các nhà nghiên cứu đã cho rằng Megalodon sẽ tấn công đầu tiên vào đuôi của động vật có vú để ngăn chúng bơi đi. 276 chiếc răng của chúng chính là công cụ hoàn hảo để xé thịt. Sát thủ máu lạnh nhưng mang máu nóng. Loài cá mập khổng lồ Megalodon từng là kẻ săn mồi nguy hiểm của đại dương cổ đại. Với những chiếc răng cưa dài tới 18 cm, có thể xé nát bất cứ một con mồi nào dưới lòng biển. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra rằng bằng chứng từ men răng xác nhận Megalodon là loài máu nóng, một đặc điểm góp phần dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này. Các nhà khoa học đã tìm thấy câu trả lời khi phân tích các hóa thạch răng của các loài cá mập cổ đại này. Kết quả phân tích giúp xác định được nhiệt độ mà các khoáng chất giống như trong men răng được hình thành. Thành phần trong răng hóa thạch có thể cung cấp thêm thông tin về nơi sống và thức ăn của loài Megalodon. Các nhà nghiên cứu ước tính một con Megalodon có thể dài từ 15 đến 20 mét với nhiệt độ cơ thể trung bình khoảng 27 độ C, duy trì ở mức cao hơn khoảng 7 độ C so với nhiệt độ nước biển xung quanh. Điều này dường như đã giúp cho Megalodon trở thành một kẻ săn mồi mạnh mẽ, có thể tiêu hóa tốt thức ăn và quan trọng là chịu được môi trường nước lạnh, giúp chúng mở rộng phạm vi di chuyển ra gần như tất cả các vùng biển trên toàn thế giới. Hầu hết, các loài cá đều là động vật máu lạnh với nhiệt độ cơ thể phù hợp với nhiệt độ nước xung quanh. Chỉ có một số ít thuộc loài máu nóng có khả năng tự sản sinh ra nhiệt lượng mà cơ thể cần, ví dụ như loài cá mập trắng. Với đặc tính máu nóng, loài Megalodon có thể đã thích nghi dễ dàng hơn trong điều kiện nước mát và là một trong những động lực chính thúc đẩy kích thước khổng lồ và năng lực săn mồi tổng thể của nó. 5 nhát cắn hạ gục cá voi. Trong khi con người đã được đo để có lực cắn khoảng 1.317 N, các nhà nghiên cứu đã ước tính rằng Megalodon có lực cắn trong khoảng 108.514 đến 182.201 N. Nó lớn tới mức có thể cắn nát một chiếc xe ô tô. Cá mập Megalodon liên tục rụng và mọc lại răng trong suốt cuộc đời của nó. Có khoảng 40.000 chiếc răng trước khi chết, 276 chiếc răng trong miệng sẽ luôn được nguyên vẹn vào bất cứ một thời điểm nào.
Vết cắn của Megalodon mạnh nhất so với bất cứ một loài động vật nào. Các vết cắn này được ước tính mạnh hơn ít nhất 6 lần so với vết cắn của khủng long bạo chúa T-Rex và mạnh hơn bất kỳ loài động vật nào đã biết. Trên thực tế, Megalodon có thể dễ dàng nuốt trọn một con cá mập trắng. Miệng của chúng có thể mở từ 1,8m và nó có dung tích dạ dày khoảng 9,6m khối. Từ những số liệu này, nhóm nghiên cứu suy ra rằng một con mồi có chiều dài khoảng 8m bằng kích thước của một con cá voi sát thủ trưởng thành và con cá voi này có thể bị Megalodon tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong 5 nhát cắn. Lượng calo của một bữa ăn như vậy sẽ đủ để duy trì cho Megalodon hoạt động trong 2 tháng khi nó bơi trên các đại dương của trái đất. Điều này cũng cho thấy sự biến mất của Megalodon khỏi các đại dương trên trái đất có thể thay đổi hệ sinh thái dưới đáy biển, đáng kể hơn những gì mà khoa học đã biết. Sự tuyệt chủng bí ẩn. Nhà khảo cổ học Kensho Shimada của Đại học DePaul, bang Chicago nhận định nguyên nhân khiến loài này tuyệt chủng có thể chính là do máu nóng khiến chúng phải nạp lượng lớn thức ăn để duy trì quá trình trao đổi chất cao. Đối với một loài động vật to lớn như vậy, việc phải liên tục sử dụng quá nhiều năng lượng để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể có thể đã góp phần khiến nó suy tàn khi khí hậu thế giới thay đổi. Các nhà nghiên cứu cho biết thời điểm tuyệt chủng của Megalodon trùng với thời điểm nhiệt độ trái đất đang lạnh đi. Việc Megalodon biến mất vĩnh viễn cho thấy khả năng dễ bị tổn thương của loài máu nóng, vì loài máu nóng đòi hỏi lượng thức ăn liên tục để duy trì quá trình trao đổi chất mạnh. Rất có thể đã có một sự thay đổi trong hệ sinh thái biển do khí hậu lạnh đi, khiến mực nước biển giảm xuống, làm thay đổi môi trường sống của các quần thể, các loại thức ăn của Megalodon như động vật có vú sống ở biển và dẫn đến sự tuyệt chủng của loài siêu cá mập này. So với các loài săn mồi đỉnh cao khác, Megalodon lớn hơn nhiều và do đó dễ bị tổn thương hơn trước những thay đổi về quần thể con mồi. Những tìm hiểu thêm về cá mập cổ đại vẫn có thể giúp cho các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các mối đe dọa mà các loài động vật biển tương tự phải đối mặt ngày nay. Một trong những ý nghĩa lớn của nghiên cứu này là nó làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của những kẻ săn mồi lớn ở đỉnh chuỗi thức ăn, chẳng hạn như cá mập trắng lớn hiện đại. Vẫn còn nhiều người tin chúng còn tồn tại. Như đã nói, Megalodon đã tuyệt chủng khoảng 1,6 triệu năm trước, nhưng vẫn có khá nhiều người không đồng ý với kết luận này. Họ vẫn tin rằng chúng vẫn tồn tại. Không may là một vài tài liệu có sử dụng cảnh quay giả đã thuyết phục nhiều người tin rằng Megalodon làm trốn trong đại dương. Vậy nên ta hãy cùng nhìn các lập luận thường thấy và hy vọng có thể đạt được một kết luận hợp lý. Đầu tiên, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Megalodon còn sống. Sau đó, chúng ta đều biết không có bằng chứng không có nghĩa là bằng chứng không có, dẫn tới một lập luận như sau. Không tìm được bằng chứng cho thấy Megalodon còn sống, nhưng không có nghĩa là bằng chứng không có là chúng không tồn tại. Hãy nhìn theo khía cạnh khác, rất khó để chứng minh thứ gì đó không tồn tại, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng Megalodon vẫn luẩn quẩn đâu đó ngoài đại dương. Có rất nhiều nhân chứng mô tả về những con cá mập khổng lồ trong lịch sử, thậm chí cả hình ảnh. Một trong những hình ảnh đặc biệt gây nhiều tranh cãi chính là hình ảnh chiếu trong bộ phim tư liệu của kênh Discovery Channel. Đó thực chất là một hư cấu, cho thấy khoảng cách từ vây lưng và vây đuôi của một con cá mập bên cạnh ở một chiếc tàu ngầm trải dài tới tận 64 feet. Hình ảnh này là giả. Tư liệu này thật sự chỉ là mockumentary, là phim tài liệu viễn tưởng. Điều đó được đính chính tại một từ chối trách nhiệm lúc hết phim. Thêm nữa, 64 feet tức gần 20 mét là hoàn toàn lớn hơn chiều dài toàn thân được ước lượng của Megalodon, mà đây chỉ là từ vây lưng đến vây đuôi thôi đó. Những nhà khoa học trong ngoặc kép xuất hiện trong tư liệu được mang tên Megalodon cá mập khổng lồ còn sống cũng chỉ là diễn viên mà thôi. Phác thảo của cá mập khổng lồ trôi dạt vào bờ biển nhiều năm trước, hầu như là của cá mập trắng lớn và cá mập tắm nắng Barking Shark, được thổi phồng lên quá mức. Không thể nào xem bản phác họa như là một bằng chứng được. Khoa học không phải giải quyết vấn đề như vậy. Bản thân các nhân chứng cũng không đáng tin cậy, nhất là khi họ thấy động vật đang thối rữa và phân hủy. Với một số người thiếu kinh nghiệm, không được đào tạo thì cá nhám voi hay Barking Shark nhìn giống như một con cá mập lớn màu trắng. Đây là một sai lầm thường gặp. Một số phát hiện khoa học bất ngờ đã làm tăng lên niềm tin rằng Megalodon vẫn tồn tại. Cá vê tay Coelacanth và cá mập miệng rộng Megamouth Shark. Cá vê tay là loài cá cổ đại được cho đã tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng, khoảng 65 triệu năm trước. Tuy nhiên, đáng mừng cho cộng đồng khoa học là chúng được phát hiện vào năm 1938 và 1952. Từ đó trở đi, chúng được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Cá vê tay thực chất cũng khó bắt gặp vì chúng sống dưới độ sâu lớn, hầu hết thời gian chúng sống trong các hang động.
chỉ do chúng ta đã sai về cá vây tay không có nghĩa là Megalodon còn sống. Cá bập thường rụng răng, nhưng chúng ta chưa tìm thấy cái răng nào của Megalodon cho thấy chúng vừa rụng. Một ý kiến khác thỉnh thoảng cũng xuất hiện, liệu Megalodon đang ẩn náu dưới đáy biển sâu thẳm, thoát khỏi tầm phát hiện của chúng ta? Dựa vào những nghiên cứu đã được đưa là mình xin trả lời chắc chắn, không rồi đó. Vì những bằng chứng hóa thạch của chúng giúp ta biết chúng có một kích thước và rất thích vùng nước đông, ấm và sống ở khu vực có nhiều con mồi lớn để duy trì dân số. Chúng cũng dùng các bãi biển để sinh sản. Hơn nữa, có giả thuyết nghĩ rằng một trong những yếu tố làm cho chúng tuyệt chủng là sự di cư của con mồi xuống tầng nước lạnh hơn, dẫn đến hạn chế thức ăn của mình. Chúng không thể thích nghi với cuộc sống ở tầng nước sâu. Ở đây mình nói là độ sâu thực sự sâu, làm chúng ta không thể tìm được chúng. Con người chỉ mới khám phá được phần rất nhỏ của các đại dương, chính xác hơn là 5% trong số 71% đại dương trên hành tinh. Đó là một sự thật. Nhưng số lượng rất lớn sự sống dưới biển gần như ở vài trăm mét đầu tiên, nơi mà ánh sáng có thể chiếu tới. Dưới khoảng đó, sự sống trở nên cực kỳ khắc nghiệt và động vật kích thước lớn rất hiếm. Megalodon thì khổng lồ và cần khẩu phần ăn từ các loài vật lớn. Vậy thì có thể Megalodon không tuyệt chủng mà tiến hóa theo một dạng nhỏ hơn, phù hợp với cuộc sống dưới đáy sâu thì sao? Và đó không phải là Megalodon nữa rồi. Thậm chí nếu bằng cách nào đó chúng ẩn náu dưới đáy biển sâu như một loài mực khổng lồ, nhưng mình muốn lặp lại một lần nữa, Megalodon là quái vật khổng lồ. Chúng ta sẽ tìm thấy nếu chúng thật sự còn sống. Chúng sẽ cắn phập, xé xác các con cá mập lớn và cá voi. Ta sẽ thấy vết răng, vết sẹo lớn trên cá voi do bị tấn công bởi một con quái vật biển lớn nhất trong lịch sử. Sẽ là một cảnh tượng ngoạn mục, nhưng thật không may sẽ không ai thấy được điều đó đâu. Mình tin rằng hầu hết mọi người đều biết Megalodon đã tuyệt chủng và tin vào điều đó. Nhưng với số ít còn lại vẫn tin loài này vẫn còn sống. Nhưng sau video này, Unchecked mong là sẽ đủ sức thuyết phục các bạn rằng khoa học chứng minh Megalodon đã không còn tồn tại. Sẽ ra sao nếu chúng không tuyệt chủng? Đã nói đến đây rồi mà vẫn còn bạn nào nhất quyết tin rằng Megalodon chưa tuyệt chủng thì mình cũng muốn chèn vào thêm thư mục này cho nó đúng quy trình. Nếu loài Megalodon vẫn còn tồn tại, chắc chắn chúng sẽ không sinh sống tại dãy Mariana như trong suy đoán của nhiều người. Đó là bởi vì loài cá mập thời tiền sử này rất ghét những vùng nước lạnh. Bằng chứng hóa thạch từ Megalodon cho thấy chúng thích vùng nước đông hơn, ấm hơn và sẽ có những khu vực sinh sống đầy rẫy những con mồi lớn cần thiết để duy trì quần thể. Và rất có thể nơi sinh sống của chúng sẽ là vùng biển Địa Trung Hải và Caribe hoặc các bờ biển của Úc và California ở Mỹ. Nếu những kẻ săn mồi này xuất hiện, chúng có thể sẽ phá hỏng những kỳ nghỉ trên bãi biển của con người. Nhưng nếu chúng phát hiện bạn đang bơi trong đại dương, chúng sẽ không tấn công ngay lập tức. Điều này là do kích thước của con người quá nhỏ bé khi so với chúng. Ước tính loài cá mập khổng lồ này cần tiêu thụ ít nhất 1,2 tấn cá mỗi ngày, một con số quá khủng khiếp đúng không nào? Để đạt được mục tiêu về lượng calo, chúng có thể sẽ tấn công các loài động vật có vú ở biển như cá voi và cá heo. Vì vậy, con người chắc sẵn không phải là mục tiêu tấn công được ưu tiên của chúng rồi. Ngay cả khi con người không phải là con mồi ưu tiên của loài cá mập khổng lồ này, thì sự thèm ăn to lớn của chúng sẽ gây hại cho chúng ta theo những cách khác. Với sức ăn khổng lồ của loài cá mập này, chắc chắn số lượng cá của đại dương sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Theo đó, ngành đánh bắt cá sẽ bị thiệt hại lớn. Cho tới tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được tại sao loài cá mập Megalodon lại biến mất trên hành tinh của chúng ta. Nhưng có nhiều suy đoán cho rằng có thể là do biến đổi khí hậu khiến cho các đại dương trở nên quá lạnh đối với chúng. Một trong những yếu tố có thể góp phần vào sự tuyệt chủng là sự di cư của con mồi đến vùng nước lạnh hơn, làm giảm đi lượng thức ăn của chúng. Thứ duy nhất tồn tại của cá mập Megalodon đến ngày nay chính là những chiếc răng hàm. Những chiếc răng có chiều dài lên tới 18 mét và đường kính hàm răng hơn cả chiều cao của một người trưởng thành. Những nghiên cứu về loài quái vật đáng sợ bậc nhất này vẫn sẽ còn tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo nhé để không bỏ lỡ những nội dung mới của chúng mình trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!